Tháng 11, khi mùa khô bắt đầu, cũng là lúc các đối tượng săn trộm hoạt động mạnh tại khu vực vườn quốc gia Cát Bà. Đây là thời điểm các con thú thường xuyên đi kiếm ăn để tích trữ mỡ cho mùa đông. Tận dụng cơ hội này, đủ mọi loại bẫy được giăng ra trên khắp các dãy núi đá vôi nhằm tàn sát các con thú hoang cuối cùng còn sót lại. Từng là một tay thợ săn khét tiếng tại khu vực này, thế nhưng từ khi làm việc trong dự án bảo tồn vọc Cát Bà, ông Tỉnh lại là thành viên tích cực nhất trong việc phá bẫy và phát hiện những đối tượng săn trộm. Ví dụ như là đây một hòn đá, người ta đánh chặn giữa này, thì con thú đi qua bao giờ cũng phải là đi dưới giữa này, chứ không giờ đi cao, nó đi giữa này thì nó sẽ dính vào cái bẫy này. Và cái bẫy này đánh rất đơn giản, mà có hiệu quả rất cao. Nếu con thú không gỡ sớm thì con thú chết. Các loại bẫy nhỏ như bẫy thòng lọng, bẫy kẹp thường xuyên được các đối tượng sử dụng để săn các loại thú nhỏ như chồn, sóc. Tuy nhiên cũng có những loại bẫy lớn hơn, có thể gây sát thương nghiêm trọng cho các loài linh trưởng như khỉ, vọc, thậm chí cả con người. Trong tổng số hơn 10 loại bẫy thú được phát hiện ở vườn quốc gia Cát Bà thì đây chính là cái loại bẫy nguy hiểm nhất. Cái bẫy này được gọi là bẫy cùm. Nó không chỉ nguy hiểm với các loại thú hoang dã ở trong vườn quốc gia Cát Bà mà ngay cả với những người tuần rừng của dự án bảo tồn vọc Cát Bà. Mỗi khi đi tuần mà không may dẫm phải cái loại bẫy này thì cũng gây ra những cái thương tích rất là nghiêm trọng. Nó nguy hiểm như thế nào thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay bây giờ. Ở đây nó có những cái răng sắt rất là nhọn và cắm rất là sâu vào trong cái thân cây gỗ này. Không thể nào mà gỡ ra được. Với sức người không gỡ ra được thì chắc chắn là con thú cũng không thể nào có thể gỡ được chiếc bẫy này ra. Đây là một con chồn bị bẫy cùm kẹp nát chân phải. Vẫn còn may mắn là nó được đội tuần rừng phát hiện sớm và giải cứu. Nếu chỉ muộn một chút thì không chết vì vết thương, nó cũng sẽ chết trong một nhà hàng nào đó. Không chỉ có thú hoang trong rừng, đủ loại chim di cư khi bay qua vườn quốc gia Cát Bà cũng bị tàn sát tận diệt bởi các loại bẫy lưới đang giăng ra khắp nơi như thế này. Từ rễ run, vịt trời, le le, tất cả đều bị thiêu sống rồi trở thành một món đặc sản cho các thực khách. Đến mùa săn bắt của ấy vẫn còn, nhưng mà kiểu săn bắt thú nhỏ thôi. Những con sóc, con cái thì vẫn gặp, phá những cái bẫy đi thôi. Chứ còn là một em bắt được thì cũng xử lý thì vào là chính thôi. Nhưng đặc biệt cái loại vọc này có thể xử lý hình sự. Vườn quốc gia Cát Bà là một trong những khu dự trữ sinh quyển quan trọng nhất thế giới. Với diện tích hơn 17.000 hecta, vườn quốc gia Cát Bà có tới 343 loài động vật khác nhau. Trong đó có những loài động vật đặc hữu, cả thế giới chỉ còn vài chục cá thể như vọc Cát Bà. Tuy nhiên trước tình trạng săn bắt tận diệt, không chỉ vọc mà một số loài động vật khác như sơn dương từ lâu đã khó có thể quan sát thấy trên quần đảo này.